Thưa quý vị và các bạn, với tình hình sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi và tăng trưởng trở lại như hiện nay, dịp Tết này, nhiều doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho công nhân lao động. Đây là tín hiệu tốt để quan hệ giữa người sử dụng lao động và công nhân lao động ngày càng tin tưởng, gắn bó nhằm sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đó cũng là cơ sở để gia đình bộ cán bộ công nhân lao động an vui, sum vầy đón Tết cổ truyền nguyên đán của dân tộc. Chuyên mục Lao động xã hội hôm nay, chúng tôi phản ánh hoạt động chăm lo chế độ Tết cho người lao động tại một số doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khép lại một năm bận rộn, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực hướng về công nhân lao động vì họ xác định công nhân lao động chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Công ty cổ phần vật tư nông lâm nghiệp Hà Giang có tổng số 53 cán bộ công nhân lao động. Để chăm lo chế độ Tết cho cán bộ công nhân lao động, ban giám đốc, công đoàn công ty đã lên kế hoạch chuẩn bị ngay từ quý tư năm 2014. Theo đó, ngoài thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ tiền lương, bảo hiểm hàng tháng, mức tiền thưởng Tết tại công ty cổ phần vật tư nông lâm nghiệp Hà Giang cho công nhân lao động sẽ khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng một người. Ngoài ra, công ty cũng sẽ tiến hành thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách. Đồng thời, công ty cũng có kế hoạch tổ chức các hoạt động tất niên cho cán bộ công nhân lao động trước khi về nghỉ Tết và các hoạt động vui xuân đón Tết cho những cán bộ, công nhân đón Tết tại công ty trong dịp Tết năm nay. Mặc dù trên cái thương trường rất nhiều đơn vị cạnh tranh các mặt hàng cùng ngành với đơn vị, nhưng công ty cũng ban lãnh đạo chúng tôi cũng rất là cố gắng, có nỗ lực và sự đoàn kết nhất trí của anh em trong công ty thì chúng tôi cũng phấn đấu là thứ nhất là đủ công ăn việc làm và mức thu nhập lương là bình quân 4 triệu đồng trên người trên tháng, được bảo hiểm đầy đủ. Và ngoài cái việc đó thì cũng trong cái Tết Ất Mùi năm 2015 cận kề này, ban lãnh đạo chúng tôi cũng đã có sự thống nhất trong lãnh đạo là sẽ chia sẻ với anh em về chị quà từ mức từ 2 triệu đến 3 triệu đồng trên người trên một người. Thì với cái sự quan tâm của ban lãnh đạo chúng tôi đối với anh em cán bộ công nhân viên chức người lao động trong công ty thì cũng nó chỉ là đây cũng là một phần quà nhỏ, thì chúng tôi cũng anh em cũng rất là phấn khởi và an tâm công tác, nhất là thực hiện nhiệm vụ. Như các đồng chí vào trong kho chúng tôi thấy đấy, năng suất hàng và các chi nhánh tôi hiện giờ là cũng bán hàng như kể cả thứ bảy chủ nhật, không kể cả lúc hết giờ, không có ngày tháng gì cả, nhất là những khi thời vụ đến anh em rất là an tâm tin tưởng vào ban lãnh đạo và cũng như là công an việc làm ở công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Hà Giang. Với người lao động làm việc tại công ty cổ phần vật tư nông lâm nghiệp Hà Giang, chế độ Tết như vậy là cơ bản đáp ứng cả về nhu cầu vật chất và tinh thần. Chị Tạ Thị Hiền, một công nhân làm việc tại công ty cổ phần vật tư nông lâm nghiệp Hà Giang, năm nay đã là năm thứ 18. Nhìn lại những khó khăn mà ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực vượt qua trong điều kiện sản xuất kinh doanh không mấy thuận lợi những năm qua, nhưng công ty vẫn luôn quan tâm chăm lo đầy đủ chế độ Tết cho người lao động. Chị Hiền thật sự xúc động. Chị cho rằng có thể những món quà, mức tiền thưởng dù không phải là quá lớn, nhưng họ nhận lại sự động viên, khích lệ kịp thời để thêm gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của công ty. Tôi cũng là một công nhân trong công ty vật tư nông nghiệp, cũng đã được là 18 năm rồi. Nói chung là tôi cũng thấy là ban lãnh đạo công ty thì cũng quan tâm đến đời sống của anh em công nhân. Những ngày lễ, ngày Tết thì đều có những cái phần quà cho anh em. Còn về những cái phần đóng bảo hiểm các thứ là cũng đều đóng đầy đủ cho chúng tôi có thể cố gắng trong công việc là làm hoàn thành công việc tốt hơn. Để chăm lo tốt chế độ cho người lao động, trong đó có chế độ đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đối với các doanh nghiệp không có cách nào khác là vực dậy trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Linh hoạt, chủ động, sáng tạo và mở rộng lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm đảm bảo công việc và tiền lương ổn định cho công nhân lao động là những yêu cầu trước mắt và lâu dài trước khi chăm lo chế độ Tết cho cán bộ, công nhân lao động. Tại công ty cổ phần thiết kế xây dựng Hà Giang, trong mấy năm gần đây, thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ về cắt giảm đầu tư công dẫn đến đầu điểm các công trình xây dựng cơ bản giảm đã khiến cho hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều trở ngại. Song bằng các giải pháp linh hoạt,
cụ thể là mở rộng lĩnh vực tư vấn, thiết kế các công trình ngoài các công trình xây dựng cơ bản của các đơn vị sự nghiệp nhà nước đã giúp công ty đứng vững trên thị trường. Minh chứng là cho đến năm nay, công ty vẫn duy trì đội ngũ cán bộ, công nhân lao động là tổng số 60 người, thậm chí số công nhân lao động còn tăng so với cuối năm 2013. Dự kiến, tháng lương thứ 13 trong dịp Tết năm nay của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hà Giang thưởng cho công nhân lao động ở mức từ 5 đến 7.500.000 đồng. Có thể nói rằng trong năm 2014 vừa qua, đối với công ty là cả một năm rất là khó khăn. Tuy nhiên rằng với các cái sự nỗ lực của ban giám đốc công ty cũng như toàn mọi thành viên trong công ty thì có thể nói rằng đến phút này tất cả cái mọi chỉ tiêu hoạt động của sản xuất kinh doanh của công ty cho đến nay đã vừa hoàn thành. Có được chỉ tiêu đó là nhờ sự nỗ lực rất lớn của mọi cán bộ công nhân viên và bên cạnh đó là sự đoàn kết nhất trí của mỗi đồng chí trong bộ trong công ty. Thì có thể đứng hướng rằng trong năm 25 này vẫn đứng trước những rất khó khăn lớn của tỉnh nói chung thì đối với công ty nói chung chúng tôi cũng có những định hướng rất lớn, đó là làm sao càng ngày càng phát huy được những cái yếu tố thế mạnh mình đã có, đồng thời bên cạnh đó là phát huy sức mạnh của tập thể và ứng dụng những công nghệ khoa học công nghệ và đồng thời là làm sao đẩy mạnh được nghĩa là ứng dụng cũng như là đẩy mạnh cái việc mà đẩy sang bên các cái đơn vị nước của các cái tỉnh bạn nữa để mà thu hút được các cái nguồn vốn cũng như là các cái công việc để mà mỗi cán bộ công viên có 100% cán bộ công viên có việc làm. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những cơ sở vật chất cũng như mọi các cái cơ sở cũng đối với mọi anh em trong công ty đến từ phút này chúng tôi đã đảm bảo đủ có thể là đảm bảo lương cũng như tất cả các sản phẩm của anh em đã có cũng như là các vấn đề thưởng Tết của anh em cán bộ công nhân viên lao động công ty thế là đáp ứng đầy đủ để anh em mỗi cán bộ nhân viên sẽ có một cái Tết ăn uống đầy đủ và sung túc. Đó là niềm vui, niềm an ủi lớn lao để đội ngũ công nhân lao động thêm gắn bó, tin tưởng làm việc tại công ty. Đặc biệt, đối với đặc thù Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Hà Giang có rất nhiều cán bộ công nhân lao động không phải là người địa phương. Với vai trò là người lao động thì công ty thì anh em trong công ty được lãnh đạo rất là quan tâm. Mặc dù trong cái điều kiện nó khó khăn này nhất là trong cái ngành xây dựng nhưng mà về vấn đề lương của công ty thì lương của anh em trong công nhân trong công ty thì vẫn được công ty chi trả đều đặn hàng tháng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các bảo hiểm thất nghiệp của tất cả các cán bộ anh em đều được công ty đóng đầy đủ nên anh em rất là yên tâm vào công tác. Còn về cuối năm thì công ty cũng sẽ có những cái chế độ khen thưởng cho từng cán bộ công nhân viên theo những cái hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thật ra thì trong như thế thì anh em rất là yên tâm công tác, rất là phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ của công ty. Còn đây là buổi trao quà Tết Nguyên đán cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang vừa được tổ chức mới đây. Đó là những phần quà dành cho người lao động ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đối với Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang, nó đã giúp họ hiểu sâu sắc hơn, học tập nhiều hơn về tình cảm, đại gia đình cao su Việt Nam, về tình đoàn kết, gắn bó, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống của cán bộ, công nhân, lao động, ngành cao su. Những phần quà trao tặng cho người lao động là nguồn động viên to lớn về mặt tinh thần, cũng là những ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu thi đua trong lao động, sản xuất của người lao động tại Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang. Là bản thân tôi cũng là một công nhân cao su, là tôi cũng gắn bó với cây cao su là vào cao su là làm từ năm 2009. Đến với buổi lễ hôm nay là trao quà Tết Ất Mùi xuân 2015 thì hôm nay đến đây thì tôi cũng thấy rất vui và được công ty quan tâm và giúp đỡ. Trước hết cũng cảm ơn công ty cao su Hà Giang đã cả tạo điều kiện quà Tết cho các đồng chí. Tôi rất vui. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết sức mình cho công ty cao su để cho nó được nhiều thành đạt hơn ạ. Chăm lo đến đời sống của cán bộ, công nhân lao động trong năm qua tại Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang luôn được quan tâm thực hiện. Bên cạnh việc duy trì sản xuất kinh doanh, các tổ chức đoàn thể đã phát huy được vai trò của mình trong việc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trong năm 2014, công ty đã xây dựng một mái ấm công đoàn, một nhà tình nghĩa với trị giá 60 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiền, quà cho người lao động sửa chữa nhà ở.
đồng thời trao nhiều phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài và cống hiến sức lực cho sự nghiệp phát triển của công ty. Việc trao quà Tết là một trong rất nhiều hoạt động chăm lo chế độ cho cán bộ, công nhân lao động hướng đến dịp Tết Nguyên đán tại công ty cổ phần cao su Hà Giang. Với tinh thần không để người lao động thiếu và vui vẻ trong lao động sản xuất để đón xuân Ất Mùi, thì công ty cổ phần cao su Hà Giang đã phối hợp với công đoàn ngành cao su, ban công tác thanh niên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã trao hơn 150 suất quà đến với là công nhân lao động, trị giá mỗi một suất quà là 1 triệu đồng. Ngoài ra, bình lương bình quân của công nhân lao động trong năm 2014 thì thường là năm sau cao hơn năm trước. Đối với năm 2014 này thì lương bình quân của công nhân lao động là đạt từ 3 triệu đến 3 triệu 3 đồng trên người trên tháng. Ngoài ra, với cái thưởng Tết của công ty thì năm 2014 này, mặc dù công ty cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái giai đoạn xây dựng kiện thiết cơ bản, nhưng công ty cũng đã trích những phần từ nguồn chi phí chung để thưởng cho công nhân lao động thêm một tháng lương bổ sung để công nhân vui Tết Ất Mùi năm 2015 được vui vẻ, để góp phần vào năm 2015 kế hoạch của công ty tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao cho công ty. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp với trên 20.000 công nhân lao động. Những ngày đầu tháng 2 này, đội ngũ những người làm công tác công đoàn tại các doanh nghiệp đang tất bật thực hiện các công việc nhằm giúp người lao động đón một cái Tết vui, ấm áp. Không chỉ lo lương, thưởng, nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người lao động cũng được triển khai. Đầu tiên là nắm chắc tình hình công nhân lao động và giám sát chế độ tiền lương. Tiếp đó, phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Đồng thời hỗ trợ phương tiện, vé xe cho người lao động về quê đón Tết, tổ chức Tết tại cơ quan cho những người phải làm việc trong dịp này. Đặc biệt, theo ghi nhận, mức tiền thưởng Tết năm nay đối với công nhân lao động có nhích hơn và đồng đều hơn ở hầu hết các doanh nghiệp. Nhìn chung, với tình hình sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi và tăng trưởng trở lại như hiện nay, dịp Tết này, nhiều doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho công nhân lao động. Đây là tín hiệu tốt để quan hệ giữa người sử dụng lao động và công nhân lao động ngày càng tin tưởng, gắn bó nhằm sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đó cũng là cơ sở để gia đình mỗi cán bộ công nhân lao động an vui, sum vầy đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, quan tâm, chăm lo chế độ, nhất là chế độ nhân dịp Tết Nguyên đán cho người lao động tại các doanh nghiệp không chỉ là điều kiện cốt yếu để người lao động thêm gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của các doanh nghiệp, mà còn thể hiện được truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Thực tế, mùa xuân này đối với nhiều người lao động nghèo đã ấm áp hơn. Chuyên mục Lao động xã hội hôm nay xin được kết thúc tại đây. Nhân dịp đón năm mới, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe, gặt hái thêm nhiều thành công và may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.